Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Ngài Phổ Quảng bạch rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con vui mừng muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: trong đời vị lai có như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng, bạc, đồng, sắt tạc tượng Bồ Tát này, rồi cứ